Yo, hello, xin chào các bạn. Charlie Toan đây nhá. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái quạt ở Nhật như thế nào. Hiện tại là mùa hè. Xin lỗi các bạn. Mình đang đặt mục tiêu là làm 1.000 cái video. Nên là nếu mà mọi người xem những cái video như thế này và cảm giác như là mình đang đang xàm hay là đang kiểu sao ấy, thì mong là mọi người thông cảm nhá. Thì mình chỉ đang là đặt mục tiêu và mình cố gắng hoàn thành cái mục tiêu đó. Thì nếu mà bạn nào mà thấy mình mong là sẽ có ai đó sẽ xem, còn bình thường thì mình biết là sẽ không ai xem đâu nhá. Thì mình đang đặt cái mục tiêu đó và mình đang cố gắng hoàn thiện. Thì ví dụ thôi, nếu mà có bạn nào mà xem những cái video của mình mà thấy nó xàm hay là nó nhảm quá thì mong mọi người thông cảm ha. Ok, vào chủ đề chính nào. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem được cái quạt ở Nhật như thế nào. Ok, để mình quay ngược video lại ha. Thì cái quạt đấy ngay ở trước mặt mình luôn, nó lúc nào ở trước mặt mình trong mùa hè này. Thì đó, thì đây là cái quạt của Nhật, mình sẽ giới thiệu trên quạt cả hai bên ngoài, bật cả hai luôn, mà nóng quá mà. Đây, đây là cái quạt của Nhật. Thì nhìn qua thì tổng thể qua thì nó cũng như cái quạt ở Việt Nam thôi. Nó đằng sau của nó thì có cái nút chốt để kéo lên, nó sẽ dừng dừng ô nó quay nữa. Còn nếu mà nhấn nó xuống thì nó sẽ quay. Quạt trên thì nó giống ở Việt Nam, cái quạt ở Việt Nam, còn ở dưới thì nó khác một chút. Ở đây là cái nút này á, là nút cài đặt giờ. Ví dụ là 1 giờ là nó sẽ tắt, 2 giờ sau nó sẽ tắt, 4 giờ sau nó sẽ tắt, 1 6 giờ sau nó sẽ tắt. Đây, đây là nút nó sẽ Oyashimi là nghỉ ngơi này. Rizumu là reset lại. Rồi đây là nút mở với nút tắt, còn đây là nút gió, đây là nút yếu mạnh hơn tí này, là chill là mạnh hơn. Đấy, mọi người thấy là mạnh hơn. Còn nút trên cùng là mạnh nhất. Đấy, đây. Mở tắt gió rồi cài đặt thời gian nó kết quả nó đi thôi. Rồi nó cũng cắm điện như ở Việt Nam mình cắm một cái ổ điện đây. Thì đây là cái quạt này. Ok, video mình hôm nay thế thôi, cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye các bạn.